Anh Kỳ Lân ơi, anh Kỳ Lân. Đâu em? Lần trước á, em thấy mình có review một cái Frank Mueller Van Gogh rồi, mà là kiểu nữ. Vậy bây giờ nếu mà khách của mình muốn đặt một đôi, một cặp luôn á, thì anh có không? Hồi nãy giờ em nhìn này đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, biết gì không? Dạ biết luôn. Cái gì? Dạ, Frank Mueller Van Gogh V41 cho nam. Ủa vậy em hỏi anh chi vậy? Và sẵn nhờ em hỏi thì anh cũng trả lời luôn, và để cho tất cả mọi người cùng biết được và khám phá, đây là chiếc đồng hồ Remuller V41 và nguyên khối đính full kim cương, sang trọng, lịch lãm và đẳng cấp như thế nào. Đây là chiếc đồng hồ Remuller và nguyên khối AO750 vàng hồng Rogol đính full kim cương. Sau khi mở nắp hộp ra thì chúng ta sẽ thấy một cái bì da đựng tờ giấy chứng nhận đồng hồ Remuller. Lần lượt chúng ta sẽ mở cái hộp chính bên trong ra. Thì bên trong cái hộp này sẽ có cái ngăn để chứa cái đồng hồ. Chiếc đồng hồ vô cùng sang trọng, đẳng cấp, được đặt trong một chiếc hộp vô cùng đẹp và giá trị. Sau khi đặt cái hộp đẹp sang vào cái hộp giấy này thì chúng ta sẽ gặp lại từng lớp và đặt cái sổ bì da này vào. Hồi nãy á, em thấy đồng hồ trong hộp là thấy đẹp rồi, nhưng mà chưa có tưởng tượng được lên tay đẹp như thế nào. Hay là anh lấy ra thử lên tay đi. Vậy thì anh phải unbox tiếp lần nữa nha. Đối với mẫu V41 này, đối với kích cỡ này thì hầu như phù hợp với tất cả cổ tay của tất cả quý ông. Đẹp quá anh Long ha. Chắc chắn rồi. Đối với mẫu này, ngoài kiểu dáng đẹp, thể thao, thời trang và chất liệu sang là vàng, thì đặc điểm nổi trội để mà tôn lên giá trị vô cùng đối với chiếc đồng hồ này đó là kim cương thiên nhiên tuyển chọn từng viên một rất đẹp, đến full luôn. Và từng cọc số giờ từ 1 đến 12 tất cả đều được đính full kim cương lên trên từng chữ số. Có chữ số 6 này thôi là được mix với giữa cái vòng, đây là cái lịch ô lịch ngày và một phần ở dưới thôi, còn lại tất cả những cái số khác, giờ khác thì là full bình thường. Hiện tại chiếc đồng hồ này có giá là trên 300 triệu đồng tại Kỳ Lân Luxury mình. Ủa không, không phải Long, hình như là trên cái khóa nó cũng làm từ vàng khối cho đến full kim cương đúng không anh? Chính xác luôn em. Cái khóa này cũng được làm từ vàng nguyên khối AO750 và đính kim cương ở đây. Hai hàng kim cương rất đẹp và tuyển chọn từng viên một rất chiếu và lấp lánh. Dây thì anh không chờ em hỏi luôn, anh trả lời, anh tự biên, anh tự diễn luôn nha. Đối với dây đeo, anh chắc chắn là em sẽ hỏi gì dây luôn á. Anh chắc chắn là em sẽ hỏi về cái dây luôn, nhưng mà anh trả lời trước, tự biên tự diễn nha. Về dây này thì được làm từ chất liệu cao su chuyên dụng để sản xuất dây đeo đồng hồ. Và ở bên ngoài thì được mix với da cá sấu. Da cá sấu này của hãng tuyển chọn rất đẹp và chất lượng. Ủa, em làm gì vậy? Em đã dành sợ kim. Ui, thế à? Phải yêu cầu sợ kim đó à? Ok. Đây là máy chuyên dụng để mà mình xem, kiểm tra, phóng đại lên để mình kiểm tra từng viên kim cương được tuyển chọn như thế nào, và mình kiểm tra tỷ lệ chi ô hộp như thế nào, và cách nhận hộp kim cương vào như thế nào, và biên kẽ của từng hàng kim cương như thế nào. Thì bây giờ Kỳ Lân đang phóng đại lên để xem từng hộp viên kim cương này có đồng nhất với nhau, có đẹp đồng nhất với nhau về kích thước, về độ đẹp, độ sạch và cũng như là cách gắn hộp. Đây, từng viên này rất đều với nhau về kích thước cũng như là độ sạch, độ đẹp, và từng cháo hộp rất chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế. Và mình soi tiếp đến từng cái số giờ. Từng số giờ này cũng được đính kim cương rất đều, chia rất đều và từng viên kim cương tuyển chọn. Rồi, mình đã soi ra kiểm tra chất lượng kim cương xong rồi. Chưa Lân ơi, còn nữa. Ủa còn gì em? Còn soi chuyện nữa anh. À, anh quên. Đây, mình đối với sản phẩm vàng mà đặc biệt là đồ từ Thụy Sĩ thì hầu như
tất cả đều phải được có những cái chuyện nóng mọc lên để kiểm định chất lượng trước khi xuất ra các nước. Đối với vàng thì sẽ có cái chuyện là thường bây giờ là sẽ có chuyện đầu chó. Cái máy này là máy chuyên dụng để phóng đại lên nè, mình xem được rất rõ, chứ bình thường mình nhìn mắt thường thì rất là khó để mình thấy rõ được như thế này. Thì mình đang phóng đại lên và mình chỉnh nét lấy nét lại, sau đó mình xem chuẩn rồi thì mình có thể chụp hình lại để mình lưu lại. Thì đây là có cái chuyện cái căn đã, tức là đây chuẩn là căn chuẩn vàng 750 rồi, và đây là chuyện đầu chó. Phải là chó Banat không anh? Chính xác em. Đó, tất cả những cái đồ mà bằng vàng đến từ Thụy Sĩ mà mình đang sử dụng, hầu như tất cả đều phải có những cái chuyện để kiểm định này, để chứng nhận này. Kỳ Lân Luxury chuyên tất cả đồng hồ cao cấp luxury chính hãng từ tất cả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như là Raymuller, Hublot, Rolex, AB, Seiko, Patek Philippe, v.v. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.